Xin chào các bạn, quay lại với video thứ hai, mình sẽ hướng dẫn bài tiếng đàn ta lư sử dụng thuật lưới kép. Các bạn qua video 1 thì xong thuật lưới đơn từ cái cảm âm mà mình đã soạn sẵn trong video thứ nhất ấy. Mình sẽ hướng dẫn luôn cái kỹ thuật lưới kép và cách áp dụng cái lưới kép vào trong những cái câu của cái bài tiếng đàn ta lư này. Câu thứ nhất, mình sẽ thổi lại bằng cái thuật lưới đơn và sau đó thổi chậm bằng lưới kép cho các bạn dễ hình dung và tham khảo. Lưới đơn. Lưới kép nha. Thay vì lưới đơn các bạn thổi re re la thì lưới kép các bạn thổi re 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 la te te ta, thì lưới kép là te te ke ta ha. Lưới đơn này do lưới kép tương tự đồ re re đồ re. Ghép luôn câu nha, là cái đoạn mà re re là đồ re re đồ re thì các bạn thổi thêm một đoạn te te ka ta ta ka to re re là đồ re 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 đồ đồ re, nhớ đó, re re là đồ re 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 đồ đồ re. Tiếp theo re fa 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 son la son fa re do re la đó, cái này thì mình không đọc không đọc lại nữa nhé. Mình sẽ thổi lưới đơn chậm nè, rồi bỏ lưới kép vào. Tê 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 fa 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 chân lá tê tê ka ta 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 tê ka ta. Nối tiếp là các bạn thêm là đô re re đô re re re. Hết câu này, hết câu 1. Chậm hơn nha. Sorry, lại chậm hết thì không quen lắm. Xong câu 1 nha. Cái tiếp theo mình thổi lưới đơn trước nè. Lưới kép này. Tiếp theo lưới đơn nha. Đấy, lưới kép này. Đấy. Câu số 3, lưới đơn. Lưới kép. Thank you.
trong số 4. Lưỡi kép. Ta ta ka ta ta ka ta ta ka ta. Trong số 5, lưỡi đơn. Mình áp dụng một lưỡi kép này. Mình lập chậm từng câu nhé. Son son fa do la son la này. Tăng tăng ngân ta. Tốc ca ta ta ca ta. Tiếp theo. Ta-ka-ta. Câu số 6. Lưỡi đơn. Lưỡi kép. Là từng đoạn nhé. Câu số 7, lưỡi đơn. Câu này thì mình không áp dụng lưỡi kép nha, mình dùng lưỡi đơn luôn. Chuyển sang câu số 8. Lưỡi đơn. Áp dụng lưỡi kép nè. Số 9, lưỡi đơn. Thì các bạn son xoáy thì các bạn tê. Các bạn cứ đánh tê. Câu số 10, cái này dùng kỹ thuật thường lưỡi đơn thôi, không dùng lưỡi kép nhé. Một tương tự. Đây là mình hướng dẫn các đoạn và các câu và hết bài. Chúc các bạn thành công. Có gì thắc mắc thì các bạn cứ comment bên dưới hoặc là nhắn tin vào Facebook mình trả lời nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi.